Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Ất Dậu, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý. Và hôm nay là ngày hoàng đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành niên mệnh tuyển trung thủy ngày Ất Dậu, tức chi khắc với can, có nghĩa là kim khắc với mộc, và hôm nay là ngày hung các bạn nhé. Về nạp âm tuyển trung thủy kỵ tuổi, kỵ mão, đinh mão, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỵ sửu, đinh dậu, kỵ mùi thuộc hành hỏa, không sợ thủy nhé. Ngày dậu lục hợp với thìn, tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục, xung với mão, hình dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày bao gồm tuổi kỵ mão, đinh mão, tân mùi và tân sửu. Tuổi xung trong tháng, tuổi kỵ mão, đinh mão, tân mùi và tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ tố tụng, sao thiên thành, tốt mọi việc, sao quan nhật, tốt mọi việc, sao ích hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát đoạn. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao thiên ngục, xấu mọi việc, sao thiên hỏa, xấu về lập nhà, sao tiểu hồng sa, xấu mọi việc, sao thổ phủ, kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao trùng phục, kỵ giá thú, an táng. Và ngày hôm nay là ngày nguyệt hình, xấu mọi việc, sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ, sao phủ đầu giáp, kỵ khởi công, động thổ các bạn nhé. Và đặc biệt, ngày 23 tháng 8 năm 2020 âm lịch này, ngày này là ngày nguyệt kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Vì vậy mà các bạn trong ngày này không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mạo Dậu, cho nên với bạn tuổi Tý đang có cái điềm báo gây ra những cái tác động xấu cho bạn hôm nay nhé. Vì vậy mà bạn mệnh tuổi Tý phải cần hết sức cẩn thận vào ngày hôm nay. Có thể xung quanh bạn sẽ xuất hiện kẻ tiểu nhân thừa cơ mà bạn sơ suất để ném đá giấu tay, gây cản trở cho cái công việc của bạn đang làm nữa được. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cục diện này sẽ không quá lớn nếu như bạn tuổi Tý luôn nghiêm túc với những gì mình đang làm. Mọi người xung quanh đều hiểu rõ cái con người của bạn và chẳng ai lại tin tưởng những cái lời dối trá vô căn cứ cả bạn tuổi Tý nhé. Và trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thực thần xuất hiện
Cái điều này cho thấy đối với những bạn làm nghề tự do thì sẽ có được cái lộc ăn, và bạn tuổi Tý bạn có thể tìm được những cái mối đầu tư đáng giá, hoặc là nếu như bạn đang có nghề buôn bán, bạn sẽ có được một ngày buôn may bán đắt và khách tới nườm nượp đến không ngờ với bạn đó bạn tuổi Tý nhá. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim làm việc cẩn thận, tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy gặp kẻ tiểu nhân, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa được tin tưởng, tử vi tuổi Canh Tý Tý thuộc thổ có lộc ăn, tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc thu được thành quả đó. Phải đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp phù trợ, cho nên với bạn tuổi Sửu, bạn tạo dựng được cái uy tín của mình với mọi người, một phần là nhờ cái vẻ bề ngoài điềm tĩnh và không kiếm phần lạnh lùng ở bạn. Và bạn tuổi Sửu, bản mệnh có tài lãnh đạo, có được cái sự quyết đoán của bạn, có thể đưa cả tập thể đi tới cái sự thành công nhanh được đó bạn tuổi Sửu nhá. Tuy nhiên, trong ngày này, nếu đã là người đứng đầu thì bạn tuổi Sửu, bạn cũng cần phải cởi mở với nhân viên của mình hơn. Cái vẻ bề ngoài quá mức khó gần có thể khiến cho nhân viên của bạn hạn chế tiếp xúc với bạn đó. Và bạn tuổi Sửu, bạn cũng cần phải chú trọng cái việc trò chuyện với từng nhân viên để biết được cái điểm mạnh của mọi người bạn tuổi Sửu nhé. Và trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu lại thêm phần tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn mệnh và người nhà cũng vô cùng tốt luôn. Và bạn tuổi Sửu, cho dù bạn có bận rộn đến đâu đi nữa, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến gia đình của mình. Và bạn tuổi Sửu, bạn cũng biết rằng đó là gia đình luôn luôn ủng hộ mình, giúp mình vượt qua mọi khó khăn, sóng gió ở bên ngoài nhé bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim tạo dựng được uy tín, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy có tài lãnh đạo, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa cởi mở hơn, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ lạnh lùng khó gần, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc hòa hợp với gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang gặp được chính tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Dần, bạn đang có được cái cơ hội để phát triển tài năng của mình trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Dần, dù bạn làm ở bất cứ cái ngành nghề gì đi chăng nữa bạn tuổi Dần nhé, nếu là nhân viên, bạn sẽ nhận được cái sự yêu quý của lãnh đạo và được thượng vị cống hiến từ trước tới nay ở bạn cho công việc đó bạn tuổi Dần nhé. Trong ngày này, nếu bạn buôn bán lương thiện, bạn nhận được cái sự tin tưởng và yêu quý của nhiều khách hàng nữa. Đây cũng chính là cái cơ sở để cho bạn tuổi Dần làm ăn ngày càng phát đạt trong tương lai hơn với mình nhé. Dù có làm ăn lớn thế nào đi chăng nữa, bạn tuổi Dần, bạn cũng đừng quên cái mục đích tốt đẹp ban đầu của mình nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày 9 tháng 10 năm 2020 dương lịch này, ngày này
với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày kim khắc với mộc, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần lại không được mấy tốt đẹp. Tình cảm giữa bạn và người nhà chưa hẳn đã được bình yên, đôi bên có thể xảy ra cái sự xích mích mâu thuẫn với nhau về một số cái vấn đề nào đó trong cuộc sống. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dần, bạn hãy đặt cái vị trí của mình vào vị trí của đối phương và hãy thử thay đổi cái góc độ suy nghĩ xem sao bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy được tin tưởng, tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa được thượng nóng, tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ làm ăn có lợi, tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc mâu thuẫn với nửa kia, tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim thay đổi suy nghĩ. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên với bạn tuổi Mão, dù bạn rất chi là thông minh, nhạy biến và linh hoạt tốt, tuy nhiên bản mệnh lại quá ngạo mạn với cái khả năng của mình, thậm chí sẵn sàng gây gỗ, mâu thuẫn với những người có ý kiến trái chiều với mình trong ngày đó bạn tuổi Mão nhé. Và bạn tuổi Mão, bạn không thể bắt ép người khác có cùng cái quan điểm với mình, bởi mọi người có một cái suy nghĩ khác nhau, thêm vào đó chắc gì những cái điều bạn đang nghĩ là đúng, là chính xác hoàn toàn đâu bạn nhé. Bạn tuổi Mão, bạn hãy thảo luận cùng mọi người và tìm ra tiếng nói chung nhất được. Và trong cái ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 này, bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có thiên tài chiếu mệnh. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mão là bạn nên khiêm tốn hơn trong tất cả mọi cái phương diện của cuộc sống nhé. Và bạn tuổi Mão, nếu như bạn cứ tiếp tục khoe khoang, bạn sẽ chỉ rước lấy cái sự ác cảm của mọi người với bạn. Và bạn tuổi Mão, bạn không phải là người tài giỏi nhất, và chắc chắn mọi người xung quanh có những cái ưu điểm để đáng để học hỏi đó bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy quá ngạo mạn, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa thích khoe khoang, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ coi thường người khác, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc cần khiêm tốn hơn, tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim hãy làm việc nhóm nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ, cho nên với bạn tuổi Thìn, bạn nhận được cái sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Thế nhưng đôi khi với bạn tuổi Thìn, bạn lại làm việc khá chi là do dự, thiếu đi cái sự quyết đoán, và một khi đã băn khoăn thì bạn thường phải mất rất lâu mới đưa ra được cái quyết định cuối cùng đó bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày 9 tháng 10 năm 2020 này, ngày hôm nay là một ngày rất chi là thích hợp để cho bạn tuổi Thìn hợp tác làm ăn. Vì thế, trong ngày này, những ai làm cái công việc công doanh, kinh doanh, đầu tư nên quyết định hợp tác với đối tác. Cứ chần chừ quá lâu thì cái cơ hội sẽ trôi qua và bạn tuổi Thìn, bạn sẽ bỏ phí một cái khoản kha khá với mình đó bạn nhé.
Và ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn lại có phần được khởi sắc. Và bạn tuổi Thìn, bạn và nửa kia luôn duy trì được tình cảm ổn định. Đôi bên thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều thời điểm, người ấy đã giúp cho bạn đưa ra những cái định hướng rất chi là chính xác trong những cái tình huống khó khăn đó bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ hay do dự. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, thích hợp đầu tư. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, tin tưởng nửa kia nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2020. Riêng tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Đây là dấu hiệu cực kỳ may mắn cho những bạn tuổi Tỵ vẫn đang phấn đấu vì sự nghiệp của mình nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bản mệnh có thể được cấp trên coi trọng vì tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc của mình trong công việc. Và bạn tuổi Tỵ, bạn cũng cần phải suy nghĩ cởi mở hơn, sẽ giúp cho cái con đường thăng quan, tiến chức của bạn ngày càng được sáng lạn hơn bạn tuổi Tỵ nhé. Với bạn tuổi Tỵ, vì những cái sự cố gắng từ trước đến nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên một cái chức vụ xứng đáng hơn với cái năng lực của mình nữa rồi. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy coi đây là cái hành động, cái động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng trong tương lai, để những kẻ không phục phải tâm phục, khẩu phục bạn nhé. Nhưng trong cái ngày 9 tháng 10 năm 2020 này, bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim, cho nên với bạn tuổi Tỵ thường hay nổi nóng với cái nửa kia của mình. Bản mệnh không nên trút những cái cơn nóng giận lên đầu người thân thiết nhất một cách vô cớ, vô căn cứ như vậy, bởi mọi cái hành động của người ấy chỉ xuất phát từ cái sự quan tâm đến bạn mà thôi bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, cấp trên coi trọng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, được thăng chức. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, dễ nổi nóng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, tiếp tục cố gắng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, suy nghĩ cởi mở hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có họa khắc với kim, cho nên với bạn tuổi Ngọ, bạn không gặp những cái điều may mắn trong cái mối quan hệ tình cảm của mình nhé. Trong ngày này, nếu như bạn tuổi Ngọ đang còn độc thân thì bạn mệnh đừng có nên vội vàng đến với một ai đó, rất có thể cả bạn và người ấy đều chưa thực sự sẵn sàng, chưa thực sự chắc chắn về tình cảm của mình đâu bạn nhé. Và trong ngày này, nếu như bạn đã có gia đình rồi thì bạn mệnh có thể sẽ phải đau đầu vì cái chuyện con cái. Có lẽ mệnh chủ sẽ cảm thấy mệt mỏi vì sao con cái luôn cố tình làm trái ý của bản thân mình. Tuy nhiên, bạn tuổi Ngọ, bạn nên nói chuyện nghiêm túc với con cái để cùng tháo gỡ, chứ không nên lạm dụng
roi vọt bạn tuổi ngọ nhé. Và trong ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 này, bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi ngọ sẽ phải tiếp xúc với những quan lại xấu trong chính quyền nhé. Cho dù bạn bị chèn ép, bản mệnh cũng nên dùng cái thái độ hết sức bình tĩnh để đối diện, tránh cái sự nổi nóng lại gây ảnh hưởng làm mất hòa khí của đôi bên, làm tác động xấu đến cái sự nghiệp của bạn, đó bạn tuổi ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, cân nhắc về tình cảm. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, chưa thấu hiểu con cái. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, nên giữ bình tĩnh. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, tránh va chạm với cấp trên. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, học cách lắng nghe nhé. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ 6 ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020. Riêng tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ, cho nên với bạn tuổi Mùi, bạn nhận được cái sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên rất chi là nhiều trong ngày nhé. Và bạn tuổi Mùi nhờ đầu óc linh hoạt và sáng tạo, bạn luôn chọn được những cái thời điểm thích hợp để thể hiện được cái điểm mạnh của bản thân mình và ghi điểm trước mọi người, ghi điểm trước lãnh đạo nữa rồi được. Tuy nhiên, trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi, bản mệnh cần phải chú ý quan sát từ cái hoàn cảnh xung quanh và mọi người hơn. Không phải lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm cho tốt mọi việc của bản thân mình là tốt. Và bạn tuổi Mùi, bạn cần phải cởi mở và gần gũi hơn với các đồng nghiệp của mình nữa nhé. Và trong ngày 9 tháng 10 năm 2020 này, bạn tuổi Mùi cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Mùi lại rất chi là tốt đẹp. Cái mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Và bạn tuổi Mùi, bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn thấu hiểu trên đời này, dù có là tiền tài hay là địa vị đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân của mình đâu đó bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, đồng nghiệp tin tưởng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, thể hiện được điểm mạnh. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, chú ý quan sát. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, gia đình hòa hợp. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, chăm lo cho gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Thân, bạn là người thông minh và khéo léo, dễ dàng xây dựng được cái mối quan hệ xã giao rất chi là tốt đẹp trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Thân, bản mệnh có thể gây ấn tượng sâu sắc cho mọi người ngay từ cái lần gặp gỡ đầu tiên với bạn. Về cái phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp của bạn cũng có được những cái bước tiến rất chi là thuận lợi, bởi cấp trên đã nhìn nhận ra được những cái điểm mạnh ở bạn. Và bạn tuổi Thân khi đứng ở một cái vị trí cao hơn thì bạn càng phải cố gắng và phát huy hơn cái khả năng của mình hơn trước rất chi là nhiều nhé. Và đặc biệt trong cái ngày 9 tháng 10 năm 2020 này, với bạn tuổi Thân không nên xuất hành đi xa hay là làm những cái công việc quan trọng nhé.
Bởi ngày này là ngày 23 tháng 8 năm Canh Tý, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn bạn tuổi thân nhé. Chính vì cái điều này mà bạn tuổi thân trong ngày này không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại như thế là xây cất về nhà cửa, cưới hỏi, động thổ, khai trương hay là xuất hành nữa. Nếu như công việc cấp thiết không thể lui được thì bạn nên xuất hành theo hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, thông minh, khéo léo. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, tạo được ấn tượng tốt. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, phát huy được khả năng. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tốt. Tử vi tuổi Dậu thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu bạn đang gặp ngày có ngũ hành Dậu Dậu tự hình, cho nên với bạn tuổi Dậu bạn đang khá chi là nóng nảy khi gặp phải những kẻ mà khiến cho bạn phải chướng tai gai mắt đợt. Và bạn tuổi Dậu bạn đang có cái xu hướng nói năng mà chẳng kiêng nể ai. Cái điều này rất dễ gây ra cái sự tổn thương cho người khác đối bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dậu, bạn mệnh cũng cần phải chú ý cái cách ăn nói của mình để tránh những cái rắc rối không đáng có thể xảy ra với mình. Và chẳng ai muốn phải nghe những cái lời chê trách thiếu tế nhị của bạn cả. Và bạn tuổi Dậu, bạn đừng có cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn và chỉ trích người khác như vậy bạn nhé. Trong cái ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 này, bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Cái điều này, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dậu là bạn nên giữ vững cái lập trường của mình, không nghe theo cái lời nịnh nọt của kẻ khác. Và nếu như bạn tuổi Dậu, bạn đứng trước cái cuộc tranh giành về quyền lợi, bạn cần phải biết giữ mình và chủ động tránh xa ra bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, nói năng không kiêng nể. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tổn thương người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, quá mức tự tin. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, giữ vững lập trường. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, không tranh giành. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất, bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Tuất Dậu tư hại, và bạn tuổi Tuất bạn đang gặp phải đủ mọi chuyện phức tạp xảy ra trong ngày với mình nhé. Trong ngày này, những người tưởng chừng như là rất thân thiết lại có thể trở mặt hãm hại bạn được. Dưới cái tình huống như vậy, bạn tuổi Tuất bạn đừng có bi quan, bạn hãy coi đây là cái cơ hội để từ bỏ một kẻ không đáng làm bạn với mình bạn tuổi Tuất nhé. Và ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tuất, tình cảm giữa bạn và nữ kia cũng có thể đang có cái dấu hiệu bất hòa với nhau, và bạn cần phải nhanh chóng tìm ra cái nguyên nhân và đưa ra cái cách khắc phục ngay lập tức đi bạn nhé. Bạn đừng có để cái quan hệ giữa đôi bên càng ngày càng lạnh nhạt,
xa cách dần đó bạn nhé. Trong ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 này, với bạn tuổi Tuất, đây là một ngày rất phù hợp để cho bạn xuất hành đi xa. Nếu như bạn có ý định đi đâu xa thì bạn nên đi theo hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam, để tăng thêm cái vận may cho mình, dễ dàng thành công hơn bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, gặp chuyện phức tạp. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, người thân trở mặt. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, vợ chồng bất hòa. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, sửa chữa hiểu lầm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, thích hợp xuất hành. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Hợi và gia đình lại rất chi là yên ấm nhé. Và bạn tuổi Hợi trước khi nêu ra cái ý kiến cá nhân của mình, bạn luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia. Chính vì vậy mà nửa kia luôn cảm thấy mình được yêu thương và tôn trọng nửa luận. Trong ngày này, nhân duyên khác giới của bạn tuổi Hợi đối với những bạn đang còn độc thân khá chi là vượng phát. Và nếu như bạn tuổi Hợi, bạn nhiệt tình tham gia vào những cái buổi tụ tập, gặp gỡ, có thể bạn mệnh sẽ tìm ra được người phù hợp với bản thân mình. Tình yêu đã một ngày tới gần đến bên cạnh bạn rồi đó bạn tuổi Hợi nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 này, bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Hợi đang có những cái dấu hiệu tiêu cực trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình nhé. Và bạn tuổi Hợi có thể sẽ bị cấp trên chèn ép, khiến cho tinh thần của bạn luôn căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là nghĩ tới cái việc bỏ cuộc nữa đó bạn nhé. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, gia đình yên ấm. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, biết cách lắng nghe. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, tìm được nửa kia. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, cấp trên chèn ép. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, tinh thần mệt mỏi nửa độ. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé.